Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố nghệ sĩ Văn Cao, mới đây tại Hà Nội, Báo Nhân dân đã phối hợp với Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương Hà Nội và Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Thế giới nhạc họa thơ của Văn Cao. Hội thảo chia sẻ những ý kiến về di sản nghệ thuật của nhạc sĩ Văn Cao trong cả ba lĩnh vực âm nhạc, thơ ca và hội họa, cũng là dịp để các diễn giả trò chuyện cũng như chia sẻ về những câu chuyện, những kỷ niệm hay những cảm nhận về người nhạc sĩ này. Mang tới những bài ca quen thuộc tiêu biểu qua từng thời kỳ sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao như Tiến quân ca, Suối mơ, Mùa xuân đầu tiên, hội thảo còn ghi dấu ấn khi trưng bày 100 bức tranh minh họa và 100 bìa sách ấn tượng của nhạc sĩ, thi sĩ, họa sĩ Văn Cao. Các tác phẩm nghệ thuật điển hình, minh chứng cho tài năng của cố nghệ sĩ. Và đây là một cái cuộc hội thảo mà tôi đánh giá là một cái cuộc hội thảo mang cái chất học thuật, chất khoa học về thân thế sự nghiệp của nhạc sĩ Văn Cao, về thơ, văn, nhạc họa. Rõ thêm Văn Cao về hội họa. Đấy là một cái mảng mà ít người có thể cùng một lúc xem được, biết được. Cái này nó cái loan tảo nó sẽ rất có giá trị. Thì hôm nay ấy, một cái cuộc hội ngộ mà nó nói lên rất rõ cái tài năng của nhạc sĩ Văn Cao. Chỉ có riêng bìa sách thôi, chúng ta đã cảm nhận thấy rất rõ cái chất lượng, cái tài năng trong con người của nhạc sĩ Văn Cao. Xin thưa, không phải chỉ là nhạc sĩ mà là một họa sĩ thực thụ, một nhà thơ thực thụ. Thế và cho nên trong nhạc có họa có thơ rất rõ, mà ngay trong thơ của ông ấy, trong họa của ông ta cũng thấy toát lên một cái tâm hồn của nhạc sĩ. Đề cập tới sự nghiệp nghệ thuật của cố nghệ sĩ Văn Cao tại ba lĩnh vực nhạc, họa và thơ, hội thảo khoa học thu hút gần 30 tham luận đến từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà phê bình, nhà khoa học hàng đầu trong các lĩnh vực nghệ thuật của Việt Nam. Thông qua các nghiên cứu chia sẻ, hội thảo đã góp phần làm sáng rõ về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ, thi sĩ, họa sĩ Văn Cao. Các cái nhà khoa học, các văn nghệ sĩ tham gia ở đây đều là những người có tên tuổi, có uy tín khoa học và trong nghệ thuật. Tức là kể cả cái thế hệ trẻ thì trong cái hội thảo này cũng có cái tiếng nói. Và phải nói là họ nghiên cứu của Văn Cao rất là sâu và phải nói là có những cái phát hiện tôi cho là mới trong khoa học. Thì đấy là cái điều mà tôi cho rằng hội thảo này như thế là có thể dùng cái từ là rất thành công. Thời gian càng lùi xa, tầm vóc nghệ thuật của Văn Cao càng trở nên lớn và lộng lẫy. Với hội thảo Thế giới nhạc họa thơ của Văn Cao, không chỉ trả lời cho câu hỏi chúng ta cần tiếp tục làm gì để phát huy giá trị di sản quý giá về nhạc họa thơ mà Văn Cao để lại. Đây còn là dịp để các thế hệ tri ân người nghệ sĩ tài hoa của dân tộc.